Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 26 tháng 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và hội trường Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tính đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024, đã có trên 5.600 đoàn đại biểu các cơ quan ở Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, nhân dân và đoàn quốc tế đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, với trên 252.000 người viếng trực tiếp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hơn 483.000 lượt người viết sổ tang điện tử trên VNEID, khoảng 3.000 đoàn tới viếng tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đúng 13 giờ, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, quân nhạc đã cử quốc thiểu để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, chọn đời vì nước, vì dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước đọc điếu văn truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trưởng ban lễ tang xúc động khẳng định: đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất to lớn không thể bù đắp của đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài năng, phong trào cộng sản tiến bộ thế giới, mất đi nhà lý luận sắc bén. Bạn bè quốc tế mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết, gia đình dòng tộc, quê hương đông nội, mất đi người con ưu tú. Gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú bền bỉ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhà tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, ngọn cờ lý luận của đảng, đã làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về vai trò của Đảng Cộng sản về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Di sản vô giá đó đã củng cố niềm tin mãnh liệt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào Cộng sản trên thế giới, phát triển chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác xây dựng, trình đốn đảng và hệ thống chính trị chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đây là cuộc chiến chống giặc nội xâm vô cùng gian nan vất vả, làm cho đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh, trí tuệ để đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí nguyễn phú trọng là nhân dân là con người là hết lòng hết sức phục vụ nhân dân xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa và không ngừng củng cố đại đoàn kết thống nhất trước hết là đoàn kết thống nhất trong đảng đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong sáng đồng chí luôn quyết tâm hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi chủ trương chính sách hợp lòng dân kiên định lập trường quan điểm và thực hành dân là gốc nhân dân là chủ thể trung tâm của công cuộc đổi mới nhà cộng sản chân chính trí chí tình trí nghĩa luôn tâm niệm và yêu cầu toàn đảng toàn hệ thống chính trị phải có trách nhiệm cao nhất với dân chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật tồn tại phát triển và hoạt động của đảng là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của đảng chủ tịch nước tô lâm nhấn mạnh chọn cuộc đời, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại khó khăn, mang hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cách mạng làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân, khẳng định một nhân cách lớn sống chọn cuộc đời vì nước, vì Đảng, vì dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu mẫu mực sáng ngời về bản lĩnh đạo đức cách mạng trong sáng trí công vô tư lối sống giản dị liêm khiết chân thành phong cách làm việc dân chủ tận tụy khoa học sâu sát quyết liệt nhất quán giữa nói và làm tôn trọng và yêu thương con người rất đỗi gần gũi với nhân dân thật sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết thống nhất trí tuệ của toàn đảng toàn dân toàn quân ta được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng bào ta ở nước ngoài kính trọng tin tưởng và tự hào, được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Khi nhận những công lao cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí, Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý nhất. Nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về tổ quốc và nhân dân. Sau lời đáp từ của đại diện gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện các bộ ban ngành đoàn thể đồng chí đồng bào và bạn bè quốc tế đã đi quanh linh cứu lần cuối tiến biệt đồng chí nguyễn phú trọng nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín lớn của đảng nhà nước và nhân dân ta linh cứu tổng bí thư nguyễn phú trọng được phủ quốc kỳ trang trọng Linh Sa đưa linh cứu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rời nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội về nơi an táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch, Hà Nội. Đông đảo người dân thủ đô đã đứng hai bên tuyến đường đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo mẫu mực, chọn đời vì nước, vì dân, về nơi an nghỉ cuối cùng đúng 15 giờ chiều nay, linh cữu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Đồng chí đã ra đi, nhưng tên tuổi và sự nghiệp công lao và cống hiến, tài năng và đức độ của đồng chí sẽ còn sáng mãi trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, trong sự tri ân của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, trong tình cảm của bạn bè quốc tế. Toàn đảng, toàn dân toàn quân ta nguyện một lòng thực hiện ước nguyện của đồng chí khắc cốt ghi tâm lời căn dặn nếu là người hay là người cộng sản hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân kiên định con đường mà đảng bác hồ và các thế hệ đi trước trong đó có đồng chí đã lựa chọn